Dù vài năm nay, làng lên phố, guốc không còn, người trong làng không ai theo nghề nữa, nhưng với ông Trương Công Đức, việc đóng guốc là một phần không thể thiếu, đó là sự quen thuộc và gắn bó. Nếu mà hàng dễ thì làm khoảng độ 5, 6, 70 đôi. Hàng khó thì đấy là tao nói về làm mộc thôi nhá. Khó thì 2, 30 đôi, ví dụ hàng thời trang này chỉ toán chỉ 30 đôi, 25 đôi. Nhưng mà khó nhất là cái công đoạn chủ yếu là mài kìa. Mình ra mẫu thì vẫn là mẫu thôi, nhưng mà khi ta mài thì ta phải làm thợ làm cứng thì mình làm được. Có cái đường nét nó khó mà. Tất nhiên là bây giờ giày dép cũng rất là nhiều, rất đa dạng, rất phong phú. Nhưng mà đi đôi guốc mà mặc quần áo dài mình vẫn mê, đối thật, không hiểu làm sao. Guốc có chiếc trái, chiếc phải, nhưng khi đã hợp lại thành đôi, guốc phải chiều được đôi chân người đi. Vậy nên để vuốt được một đôi guốc chuẩn, đòi hỏi ông Đức phải rất kỹ lưỡng. Cái nghề làm guốc là nghề mộc, nghề thổ mộc của các cụ mình hồi xưa là vất vả lắm. Nhưng mà bây giờ là có máy nó cải tiến, ngày xưa đéo một chiếc guốc bằng tay nặng lắm. Mua thêm một đôi guốc nữa. Tao mua guốc nữa. Quay đỏ đi nó. Quay, đôi guốc này của chị nó hơi bị to. Nó rộng, chị phải đi mua đôi khác. Âm thanh made in Việt Nam từ đôi guốc truyền thống vẫn đồng hành cùng đôi bạn thân này nhiều năm. Dù ngày nay mỗi người đều có dăm ba đôi giày dép để diện thay đổi, nhưng những thiếu nữ thủ đô ngày ấy vẫn thích đi guốc mộc, cái đẹp thanh lịch một thời. Mà đi màu đen, đi màu thích, đen thích quay đen thì có quay đen à? Đây đi thôi này cũng được, bây giờ mình đi kiểu đen đây này. Đây, đẹp quá. Mình nếu mà mình đi áo dài ấy, thì là mình đi đôi này mà cái màu sáng áo dài đi đôi này cũng được. Các cái áo dài mà các cái guốc cao thì nó mới đứng được cái dáng ạ. Đấy, đi người mẫu này, đẹp không? Đấy, đi theo kiểu người mẫu đấy. Vâng. Đẹp quá. Đấy, guốc bây giờ nó đẹp cái này cơ mà. Đấy, còn những ai cái cao thì đi đôi thấp này. Cái này có thể đi được cả quần cao quần thấp ạ. Đấy. Quần ngắn quần dài. Đúng không? Nhiều lắm. Nó là mang truyền thống của dòng nó về là nó là hoa cúc hoa mai đấy ạ. À, dạ vâng ạ. Ở phố Hàng Dầu này nhá, đã bán nhiều guốc mộc rồi, thế nên nhiều người đến để mua nữa, đi nó thành một cái chợ, đi nó như là người ta gõ trống rất là vui. Xưa nay các cụ mà hay đi guốc mộc thì nó có dáng đi guốc mộc của người Hà Nội, đi rất khoan thai nhẹ nhàng mà không đi vội vàng được, muốn vội cũng không vội được, vì đi guốc mộc là nó rất là thong thả. Cô đi guốc mộc những cái dịp nhà dụ như cô đi biểu diễn, cô cũng có thể đi guốc mộc lên sân khấu, nó lại vừa đẹp, nó lại vừa là khoan thai cho mình trước khi mình bước lên sân khấu, làm tạo cho mình một cái dáng đi nhẹ nhàng lên sân khấu. Hoặc là cô đi chơi, cô đi lại những ngày lễ hội, cô đi guốc mộc, cô cảm thấy nó rất là tự nhiên. Ngày xưa thì nói chung mà để nhà thì là cứ mỗi người một đôi, nghĩa là đôi guốc nam thì nó to hơn đôi guốc nữ. Mà nhà ví dụ có 3-4 người thì phải là 3-4 đôi. Còn cái đôi loại khác thì không kể. Đấy, cô đi guốc mộc ấy thì nhất là giày nắng không sao, nhưng mà giày mưa là rất là thích. Bởi vì là nó không bị bắn là một. Đi, đi nó về mùa hè thì nó mát ấy. Cũng giống như bà Lan, bà Thúy, bà Trần Nguyên Ngọc đam mê đường nét tinh xảo và cái thứ âm thanh đặc biệt của đôi guốc mộc. Dù có thể cách di chuyển của đôi guốc có phần kén người đi hơn giày dép hiện đại. Có thể là qua bên này là một cái lá, qua bên này là hoa. Chào em, rồi, em chào mọi người. Lâu không gặp. Hôm nay lại muốn đến mua một đôi guốc nữa đây. À đấy ạ. À. Thì em đang vẽ thiết kế một cái vài thứ. À, guốc mới á? Vâng. Dạ vâng.
Cháu của mình nó về nghỉ hè, bây giờ nó quay trở về Anh để làm việc và chuẩn bị tới thì nó cũng đứng lớp, nó giảng dạy về các cái truyền thống của người Việt đấy. Đây, khi mà đi chân vào. Đấy. Hay là màu đỏ nhỉ? Màu đỏ. Màu đỏ cho nó trẻ trung hơn một chút. Kiểm tra lại một lần nữa rồi là chốt nhé. Được. Đôi khi ngày xưa các cụ là thỉnh thoảng là cắp nách. Cái tiếng này là được rồi này. Thế nhưng mà cái đế khi mà đi bạn để mộc như thế này ấy, thì mình đi buổi sáng thì ok rồi. Là còn cho một mình nghe hoặc là mình để mình làm mình tỉnh ngủ. Nhưng mà các bạn ấy đi sang đấy là phải đi lên lớp. Thế và cái tiếng động phát ra thì nó sẽ thường làm ảnh hưởng đến người khác rất là khó chịu. Và người nước ngoài thì người ta nghe tiếng động một cái là người ta hay phiền chút. Thấy phiền. Thế bây giờ bạn có thể làm cái cách nào khác để cho bớt tiếng ồn đi không? Rất là nhiều cách đây. Thường là tụi em sẽ có cái này, có thêm một cái lót cao su như này nữa. Thì nó sẽ làm cho đi, thứ nhất là nó không bị trơn trượt nữa. Nó có cái các vân này chị này, không còn trơn trượt nữa. Thứ hai là nó giảm được cái tiếng ồn trên quốc. Cái gì cũng có thể quen được, quốc cũng thế thôi. Tôi thích đi quốc. Nhà thì cũng có nhiều các cái loại giày dép đấy. Nhưng trong nhà tôi thì guốc mộc không thể thiếu. Đặc biệt là ngày xưa bà của tôi hay dậy sớm và bà quét vườn. Cái tiếng guốc của bà nó cứ lộc cộc. Những ngày đầu tiên tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng mà nó cứ lộc cộc này, tôi đành phải ngủ dậy. Và tôi quen cái tiếng đấy, nó thay cho tiếng chuông báo thức. Công việc của nhóm mình thì bên mình sẽ có làm vào về cái vấn đề là đây, làm phần quai. Cái nhóm mình làm về guốc sẽ can thiệp về phần thân guốc này, tức là khi mà guốc đã được bác nghệ nhân làm xong cái phần khuôn thì tụi mình về sẽ can thiệp đến cái phần bề mặt của khuôn guốc, có thể là vẽ lên hoặc có thể là điêu khắc thêm hoặc có thể là đổi màu khác. Có thể bạn thấy đôi này là đôi màu trắng chẳng hạn, guốc thì vốn là màu mộc đúng không, sẽ là thay màu khác đi. Rồi cái phần quai thì cũng sẽ có rất là nhiều cách để can thiệp, ví dụ như có thể thêu lên, có thể vẽ lên, có thể đính kết như thế này. Thì chúng mình sẽ can thiệp đấy theo cái ý tưởng mà tụi mình sẽ ra cho cái giai đoạn này, làm sao để đi vào cho mọi người tiếp cận nhiều nhất, dựa theo cái sở thích của cái thời điểm đấy hoặc là theo cái yêu cầu của mỗi khách hàng, và tụi mình sẽ cá nhân hóa. Mà mới phát hiện ra thêm nữa là cái đôi nào mà nó càng khô, nó càng nhẹ, nó kêu nó càng đanh. Em đang thêu quai guốc theo khách yêu cầu. Khách đang yêu cầu là thêu quai sen và một chút hiện đại mà vẫn mang được tính đậm chất bản sắc dân tộc. Guốc mộc thì nó đưa lại nguồn cảm hứng cho em nhiều, bởi vì nhìn thì nó đơn giản, chỉ là những đôi guốc bình thường thôi, nhưng mà chúng mình có thể vẽ lên này hoặc là trang trí lên thì đã thành một đôi guốc khác rồi. Chúng mình cứ nghĩ là guốc mộc thì là phải là những cho dành cho những người già ấy, nhưng mà em nghĩ không phải, những người trẻ thì vẫn sẽ có thể đi guốc mộc, bởi vì họa tiết trên đó thì mình có thể thay đổi. Em nghĩ là các bạn đi chụp ảnh áo dài ấy, như bọn em thời trẻ thì rất là thích đi chụp này, thì đi đến những nơi mà cổ như Hoàng thành Thăng Long thì bọn em sẽ chọn guốc mộc để chụp cùng. Và cái tiếng của nó kêu cũng làm khá là vui tai, nên em khá là thích cái tiếng kêu của guốc mộc khi mà lộc cộc ấy. Với người Hà Nội trong cuộc sống hiện đại, bất chợt chúng ta bắt gặp hình ảnh đôi guốc xuất hiện đâu đó vừa lạ vừa quen. Dù thời gian xoay vần, thị hiếu cũng thay đổi theo, nhưng có một sự thật là nhiều người Hà Nội vẫn đam mê đôi guốc mộc xưa cũ, đam mê tiếng kêu lộc cộc thân thuộc. Lộc cộc vào bếp. Màu chỉ có
Lộc Cộc đi chợ. Lộc Cộc dạo phố. Ơi, xinh quá. Xinh quá, xinh quá. Ngày xưa ấy thì là rất nhiều người đi guốc mộc. Thế mà đi vào nhà hoặc đi lên gác hoặc đi ra đường nó cứ kêu lộc cà, lộc cộc, lộc cà, lộc cộc, rất là vui tai. Đi uyển chuyển, đi nhẹ nhàng, đi rất là từ tốn và mình sẽ thể hiện được nét đẹp, nét uyển chuyển nhẹ nhàng của người phụ nữ Hà Nội, người phụ nữ truyền thống Á Đông.